Đức Phật hay Đấng Cứu Thế mà chúng ta chờ đợi bấy lâu hiện đang ở đây. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2024, Ngài Thanh Hải, Vô Thượng Sư Thuần Trai Từ Ái Nhất, đã dành thời gian trong kỳ bế quan thiền sâu của Ngài để mang lại lợi ích cho thế giới chúng ta, nhằm chia sẻ những thông tin quý báu, tiết lộ lý do tại sao Ngài đến địa cầu trong thời kỳ này và danh tính thật sự của Ngài. Sư phụ cũng thảo luận về lý do tại sao chúng ta nên tôn trọng các nhà sư, nêu bật những cách tuyệt vời mà người thân động vật hỗ trợ Ngài để Ngài được an toàn, vân vân. Chào tất cả linh hồn vô tội và thuần khiết, con yêu dấu của các cõi thiên đàng và của Đấng Vĩ Đại, Đấng Tối Cao, Thượng Đế Toàn Năng. Tôi chỉ ráng nói chuyện với quý vị để quý vị đừng lo lắng quá thôi. Tôi vẫn đang hồi phục. Với tôi, nó không chỉ là về phàm thân, mà còn về bên trong. Cuộc đấu tranh nội tại giữa chiến tranh và hòa bình vẫn đang diễn ra, và tôi cố gắng lấy lại sức mạnh bên trong, mặc dù từ bên ngoài không nhận ra gì nhiều. Tôi nghĩ mình sẽ ổn, nhưng thế giới luôn luôn rất dễ thay đổi. Không bao giờ có thể biết từ phút này sang phút khác có bao nhiêu con người sẽ làm gì để đánh mất cân bằng của sự thiện lành bên trong chính họ, cũng như trong những xã hội xung quanh họ. Hãy cố gắng luôn luôn cân bằng thì quý vị sẽ ổn. Giống như nếu quý vị biết rằng bên trong mình có một số tính phủ định, nhưng cũng có rất nhiều tính thiện lành, thì ít ra hãy cố gắng cân bằng nó. Đừng khuyến khích, đừng hỗ trợ, đừng hủy hoại hoặc chiều chuộng bản thân bằng cách cứ lắng nghe những tính phủ định của chính mình mà đã được truyền cho quý vị vào ngày sinh ra đời hoặc thậm chí trước đó. Mỗi người sinh ra đời hoặc sẽ sinh ra trên thế giới này đều phải trả một cái giá nào đó mà không phải họ muốn chọn như vậy. Đó là cái giá phải trả để được sống trong thế giới hỗn loạn, phức tạp này. Bởi vì nếu tất cả quý vị đều thuần khiết, thì năng lượng của quý vị sẽ không trộn lẫn, sẽ không thuộc về thế giới này. Quý vị sẽ bay lên cao, trở lại thiên cung. Cho nên, dù các vị minh sư, chư Phật, không phải gánh nghiệp của thế giới, các ngài cũng không thể ở lại trần gian này. Thật khó giải thích. Tôi sẽ đưa ra một thí dụ đơn giản có thể học với quý vị. Như quý vị đi tìm việc làm và có lẽ có được một công việc tốt, lương cao và một công việc mà quý vị thích. Nhưng rồi quý vị vẫn cần phải dành 8 tiếng, 10 tiếng hoặc hơn để phục vụ trong công việc đó. Mặc dù sự thật là có thể quý vị đôi khi không đủ sức và tâm trí có khi thật sự gây rắc rối cho mình quá nhiều vì nó bị quý vị ép khi quý vị cố gắng hoàn thành công việc cần phải làm. Đó mới là vấn đề. Nó không giống như cái gì quý vị muốn hay không muốn, mà quý vị chỉ phải làm nếu muốn có công việc đó. Được sinh ra trong thân thể vật chất, hầu hết chúng ta sẽ phải bận rộn với một số công việc thể chất. Nếu không, thì quý vị không thể chăm sóc bản thân. Dù có tài sản thừa kế lớn từ cha mẹ hoặc từ một số người thân, quý vị vẫn cần phải làm việc để bảo đảm rằng nó còn nguyên đó và đủ để mình tiếp tục sinh tồn. Và thất nghiệp cũng là một việc khó khăn. Bởi vì nếu không có những điều thú vị để làm trong đời sống, thì tâm trí quý vị đôi khi có thể trở nên rối loạn hoặc bị ảnh hưởng bởi xu hướng xấu, phủ định nào đó, từ bên trong hoặc từ bên ngoài. Bây giờ, trên thế giới này, mọi thứ đều là công việc. Dù là nhà sư, thì cũng cần phải làm việc trong chùa và cũng phải chăm lo sao cho mình có đủ kiến thức, đủ xứng đáng để đáp ứng những yêu cầu, kỳ vọng của những tín đồ. Và quý vị sẽ bị chỉ trích
sẽ được tôn thờ, sẽ bị đòi hỏi phải làm việc để đáp ứng những cầu xin thế tục của họ. Hoặc quý vị sẽ được đặt lên bệ cao và họ sẽ nghĩ rằng quý vị đã là Phật rồi, đã là Thánh rồi, và họ không ngừng đòi hỏi. Với mỗi điều thế tục nhỏ nhặt, họ sẽ đến với quý vị, và nếu quý vị không đáp ứng hoặc cung cấp theo cách họ muốn, quý vị sẽ bị nghi ngờ đủ thứ hết. Và nhân tiện nói về nhà sư, tôi chợt nhớ ra một điều. Đôi khi tôi thấy một số nhà sư ở đâu đó bị các nhà sư khác hoặc người khác chỉ trích. Và đôi khi nếu chỉ có điều gì các nhà sư nói mà được cho là không đúng hoặc không theo như kinh Phật, thì các sư sẽ bị chỉ trích hoặc bị quấy nhiễu hoặc bị cấm hoặc bị đuổi ra, đủ thứ chuyện thậm chí có thể xảy ra với một nhà sư. Nhân tiện tôi nói với quý vị rằng xin đừng làm điều gì xấu đối với các nhà sư. Chắc chắn có một số nhà sư xấu, nhưng nếu quý vị chưa biết nhiều về họ, thì xin đừng nói điều gì làm tổn hại đến danh tiếng cũng như nỗ lực tu hành của họ. Đừng chỉ trích bất kỳ nhà sư nào. Đừng để họ bị mất việc. Hãy để họ làm những gì họ có thể trong khả năng của họ. Nhất là các nhà sư ăn thuần chay, hoặc tối thiểu ăn chay trường. Tương tự vậy với các tu sĩ khác, linh mục và nữ tu thuộc các dòng khác, từ các tôn giáo khác. Nếu quý vị không hiểu sự vận hành của nghiệp và sự vận hành của tình trạng xấu trong giai đoạn này, khi mà địa cầu chúng ta có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào, thì ít ra xin đừng làm nó tồi tệ hơn nữa cho các nhà sư, các sư đại thừa. Tôi không biết nhiều về tiểu thừa, ngoại trừ việc hầu hết họ đều ăn thịt người thân động vật, bất kỳ loại thịt nào, bất cứ lúc nào. Có thể họ ăn ngày một lần hoặc nhiều hơn một lần mỗi ngày, nhưng họ ăn đủ loại thịt người thân động vật. Đức Phật dạy rằng, ai ăn thịt thì không phải đệ tử của Ngài, và Ngài không phải thầy của họ. Câu này trong Kinh Lăng Nghiêm, Tam Tạng Kinh số 671. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Đại Tuệ, Ariya Hiền Giả, Mahamati, Đại Trí Tuệ, bạch Đức Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, con quan sát thế gian, sinh tử lưu chuyển, oán kết liền nhau, rơi vào các đường ác, đều do ăn thịt và giết hại lẫn nhau. Những hành vi đó tăng trưởng tham sân, khiến chúng sinh không thể thoát khỏi đau khổ. Điều đó thật sự rất đau đớn. Này Đại Tuệ, sau khi nghe những lời của ta, nếu bất kỳ đệ tử nào của ta chẳng thành thật xem xét kỹ càng mà vẫn ăn thịt, thì phải biết người đó chính là dòng dõi Chiên Đà La, sát nhân, chẳng phải đệ tử của ta. Ta chẳng phải là thầy của người ấy. Vậy nên, này Đại Tuệ, nếu muốn cùng ta làm quyến thuộc, thì tất cả các thứ thịt đều chẳng nên ăn. Đó là điều tôi biết. Hiện nay, các tu sĩ Mahayana, nghĩa là tu sĩ Đại Thừa, họ ăn thuần chay, hoặc tối thiểu là ăn chay trường, nghĩa là có lẽ đôi khi họ uống sữa. Tôi không chắc cho lắm là họ ăn gì, nhưng họ chấp nhận những ai ăn chay. Không biết quá nhiều về việc ngành công nghiệp trứng quá tàn bạo đối với những gà con và người thân gà ra sao, cũng như không biết quá nhiều về cách đối xử vô nhân đạo với những người thân bò trong xí nghiệp nuôi người thân động vật. Vì vậy, xin đừng quá khắc nghiệt. Ít ra họ cũng làm hết sức mình, những gì họ biết, những gì họ nghĩ là tốt nhất. Những tu sĩ này họ mặc áo cà sa, có lẽ họ không làm gì nhiều, có lẽ họ không biết nhiều về Phật giáo. Họ chỉ biết hay là hiểu trong khả năng của họ, vì không phải lúc nào họ cũng gặp được một vị thầy tốt để dạy họ ý nghĩa thực sự đằng sau tất cả lời dạy của chư Phật. Vì vậy, xin hãy giữ im lặng. Nếu quý vị không tin cậy họ hoặc không tôn trọng họ, ít ra hãy tránh, đừng lăng mạ họ hoặc làm cho đời họ khó khăn. Vì họ mặc áo cà sa, điều đó tượng trưng cho lòng từ bi và lời dạy của chư Phật. Nó đại diện cho điều đó, tối thiểu là như thế. Nên có lẽ họ sẽ đánh thức lại hạt giống trong một số tín đồ
thắp lại lòng từ bi của Đức Phật. Khi nhìn thấy các nhà sư, các sư đại thừa ít ra, các tín đồ sẽ nhớ Đức Phật đã dạy về lòng từ bi và an thuần chay. Tôi đã nói với quý vị rồi, trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta thậm chí không nên mặc lụa, thậm chí không dùng lông vũ nào, và thậm chí không nên uống sữa, bất cứ gì liên quan đến người thân động vật. Nhưng hiện nay, hầu hết mọi người không biết những điều này. Họ không có thời gian và không có một vị thầy chân chính để dạy họ. Cho nên xin hãy khoan dung. Chỉ nên biết ơn tất cả chư tăng trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Quý vị có thể gặp họ, có thể để ý đến họ hoặc có thể không. Nhưng họ là những người giúp giữ sự cân bằng nào đó trên thế giới này, tránh khỏi mọi lo lắng thế tục và mọi tham vọng lợi lộc trần gian đang nhấn chìm con người. Thế giới của chúng ta hiện giờ đang gặp nguy hiểm khủng khiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ta nói với quý vị bây giờ vì tôi không chắc liệu mình cũng có thể tồn tại hay không. Tôi vẫn chưa đủ sức để làm việc, vì trong người chưa khỏe. Cho nên tôi phải lấy lại sức. Nhưng chỉ vì nhiều quý vị lo lắng quá, nên tôi nói đôi điều để tiếp tục nhắc nhở quý vị bất cứ khi nào tôi có thể. Chẳng hạn, tôi chưa đủ sức để làm việc hết mình cho truyền hình Vô Tình Sư. Các nhà sư như tôi đã nói, họ cũng là con người. Họ có thể chưa ở cùng đẳng cấp như Đức Phật, nhưng họ đang cố gắng. Họ đang tu tập để tới đó. Điều đó cũng quan trọng. Từ trường khao khát này, muốn thành Phật trở lại, đồng nhất lại với bản lai diện mục, đồng nhất lại với Thượng Đế, đó là từ trường rất tốt để cân bằng thế giới chúng ta. Bây giờ thấy đó, như khi còn là một đứa trẻ, quý vị chỉ học ABC, nhưng vẫn muốn học để sau này vào đại học. Và điều đó rất tốt. Nhân tiện, nói về Thượng Đế, nhiều người sẽ nghĩ rằng các Phật tử không tin vào Thượng Đế. Điều đó không đúng. Tại vì lấy thí dụ ở Trung Quốc, khi mọi thứ không tốt đẹp, họ sẽ nói, nghĩa là ôi trời ơi, cũng giống như quý vị nói trong tiếng Anh, chỉ là diễn đạt khác, ngôn ngữ khác thôi. Trong tất cả các tôn giáo, tất cả đều đề cập đến Thượng Đế. Khi có người hỏi Đức Phật, thưa có Thượng Đế nào không? Đức Phật đáp, ta không thể nói có Thượng Đế hay không có Thượng Đế, nhưng có cái gì mà từ đó vạn vật sinh khởi. Và vạn vật sẽ quay trở về cái đó. Và nếu đó không phải là Thượng Đế, thì hãy cho ta biết đó là gì. Trong các tôn giáo khác, họ nói thẳng hơn. Họ nói rằng Thượng Đế đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh của chính Ngài. Đó là nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta là con cái của Thượng Đế và sẽ trở về với Thượng Đế đó. Cho nên đừng tranh luận với tôi nữa về câu nói có Thượng Đế hay không có Thượng Đế, hoặc tôn thờ Thượng Đế không phải là Phật giáo. Nhưng trong tất cả các tôn giáo, phần lớn họ đều theo các minh sư, là những vị đại diện của Thượng Đế. Tôn giáo nào tuyên xưng có Thượng Đế hoặc có giáo lý chánh pháp trong đó, thì họ đều kính trọng các vị minh sư. Họ đi theo các vị minh sư, tôn thờ các vị minh sư, tin tưởng các vị minh sư. Thậm chí có người còn tuyên bố, nếu Thượng Đế và minh sư đứng cạnh tôi nên lại ai? Tôi nên theo ai? Tôi đi theo minh sư, vì minh sư là đấng đã dạy tôi, đưa tôi ra khỏi khổ đau, ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Vì vậy, những tín đồ, họ luôn tôn thờ các vị minh sư mà họ đã chọn vào thời đại của họ. Nhưng trong thâm tâm, họ đều biết có Thượng Đế, và tôi đang nói với quý vị bây giờ là tôi chỉ đang giảng dạy tôn giáo đại đồng. Chúng ta có Thượng Đế, và rồi chúng ta có minh sư. Vì vậy, minh sư là đấng đích thân dạy dỗ chúng ta, đem đến giáo lý, phước lành và giúp chúng ta bằng mọi cách. Nhưng chỉ có một Thượng Đế thôi.
Cũng giống như cha mẹ quý vị vậy, cha mẹ rất giàu có và quyền lực, nhưng họ phải làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hoặc trong nhà, họ có gia nhân, thậm chí họ có vú nuôi để chăm sóc quý vị từ nhỏ. Và dĩ nhiên, quý vị thương yêu bà vú nuôi đó vì bà dành nhiều thời giờ cho quý vị. Bà chơi với quý vị, chiều chuộng, thương yêu và làm bất cứ điều gì quý vị muốn. Nhưng đó là do quyền uy của cha mẹ quý vị. Bởi vì uy tín của cha mẹ quý vị, bởi vì tiền lương của cha mẹ quý vị. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, quý vị phải hiếu thảo với cha mẹ mình. Nên dù đi theo tôn giáo nào, quý vị phải nhớ rằng có Thượng Đế đằng sau. Tại vì trước khi Minh Sư giáng trần, ai đã ban cho sự tồn tại của Minh Sư đó? Cho nên, đừng bao giờ quên Thượng Đế toàn năng, nguồn cội của vạn vật, cũng như của sự hiện hữu của quý vị. Ở Hồ Lạc Việt Nam, khi cầu nguyện, người dân thường họ không cần phải là Phật tử hay gì cả, hoặc không cần phải biết nhiều về lời dạy của Đức Phật. Họ nói xin lại trời Phật, xin hãy ban phước cho con, hoặc trời Phật biết con đang làm gì, họ cũng đề cập đến Thượng Đế. Và người Trung Hoa cũng vậy. Tôi không biết nhiều về các quốc gia khác vì không nói được ngôn ngữ của họ, nhưng tôi chắc chắn họ cũng làm như vậy. Vì vậy, dĩ nhiên các vị minh sư là nơi nương tựa, là nơi tin cậy của quý vị trong đời này. Nhưng đừng quên cha của quý vị, Thượng Đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất của vạn vật. Đừng quên điều đó. Nếu quên, quý vị sẽ là những đứa con vô cùng bất hiếu. Thành ra tôi yêu cầu quý vị tán thán Thượng Đế. Và đó là lời tán thán rất mạnh mẽ mà tôi đã dạy quý vị. Và tôi rất hy vọng rằng những người ngoài kia cũng thực hiện lời cầu nguyện đó để đời họ được tốt đẹp hơn bây giờ và linh hồn của họ sẽ được cứu rỗi sau này. Bởi vì tôi cũng đã truyền phước lành rất lớn lao vào những lời này. Và món quà của Thượng Đế là cho tất cả chúng ta. Và Ngài đã cho phép tôi chia sẻ quà với quý vị. Vậy đừng quên tán thán Thượng Đế, tán thán con Thượng Đế, tán thán tất cả các vị minh sư và cảm tạ tất cả chúng sinh cao thượng mà đã tuân theo thiên ý để duy trì sự sống của quý vị. Quý vị cần tất cả những người cao thượng này, những người bước ra đường liều mạng để điều tra sự tàn ác đối với người thân động vật, những người xuống đường phản đối chiến tranh, bất chấp nguy cơ bị bỏ tù và bị đánh đập hoặc bị giết chết, những người diễu hành trong mọi thời tiết để đấu tranh cho sự tự do và đời sống xứng đáng trên địa cầu của người thân động vật. Chúng ta mang ơn tất cả chúng sinh trên địa cầu này. Ngay cả người thân động vật cũng không ngừng dạy chúng ta tình thương vô điều kiện. Tôi ở trong phòng một mình, nhưng nhiều lần mạng sống của tôi đã được cứu khỏi bọn gián điệp và đủ loại. Bởi vì tôi tham gia phản đối chiến tranh. Tôi đã gây phẫn nộ cho những người trong đảng chiến tranh. Và tôi đã nói quá thẳng thừng trong một số tình huống chính trị, vì tôi thấy đau đớn cho những công dân khác, những người bất lực và vô tội, bị hãm hại bởi loại ác quỷ đội lốt con người này. Vì thế họ ghét tôi. Tôi có nhiều kẻ thù chứ không chỉ có bạn hữu. Tôi cũng có một số bạn hữu bất ngờ. Như một vị sư nào đó đã nói rằng, ông ấy là bạn của tôi. Tôi chưa bao giờ biết ông ấy. Không biết tên ông, không biết ông từ đâu đến. Cả đời chưa bao giờ thấy mặt ông, chẳng hạn như thế đó. À, có một người bạn cũng tốt, mặc dù có người đã gửi cho tôi bài phỏng vấn của họ về tôi trên kênh YouTube Âu Lạc Việt Nam. Tôi không biết gì về ông ấy. Tôi chỉ nhớ rằng ông ấy mặc chiếc áo cà sa nhiều màu sắc sặc sỡ và khoác khăn giới luật nhiều màu của nhà sư trong buổi phỏng vấn. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy khăn giới luật của nhà sư đầy màu sắc hào nhoáng như vậy. Ít ra ông không phải là kẻ thù của tôi. Ông không tuyên bố tôi là kẻ thù của ông. Thế là tốt lắm rồi. Mặc dù ông ta chưa được thông tin đầy đủ sự thật về con người tôi, theo sự hiểu biết thế giới bên ngoài, cũng như địa vị tâm linh bên trong của tôi. Thấy không?
giống như một học sinh tiểu học không thể hiểu được một giáo sư đại học. Điều đó có thể tha thứ được. Nhưng bản thân quý vị, xin đừng vì thương mến hay ngưỡng mộ tôi mà gán tên hoặc công việc của tôi cho bất kỳ tu sĩ nào. Bởi vì ai biết được, họ có thể hiểu lầm, hoặc người khác có thể hiểu lầm và cho rằng tôi cố dùng danh hiệu của vị sư đó để nổi tiếng hơn. Tôi không muốn có gì liên quan tới bất kỳ ai nổi tiếng hay không nổi tiếng, bất cứ gì hết. Tôi làm việc một mình, với sự giúp đỡ phần nào của quý vị, thế thôi. Và mọi sự trợ giúp của người thân động vật, người thân cáo đến nói với tôi, hôm nay xin đừng mở cửa sổ, hôm nay cũng xin đừng mở cửa bước ra vườn, vườn sau nhà. Vì có bọn do thám ở đó, đang theo dõi ngài từ xa. Ngày nay thật dễ dàng để quan sát bất cứ ai, nếu nghi ngờ họ ở đó, quá dễ dàng. Và người thân chim đến, người thân cáo đến, ngay cả người thân chó của láng giềng cũng đột nhiên sủa. Tôi có một nơi mà người thân chó không bao giờ sủa. Chỉ khi tôi gặp nguy hiểm, thì họ mới sủa, nói xin đừng ra vườn thiền. Xin đừng đi vào nhà kho, vì bọn gián điệp đang theo dõi. Bởi vì tôi thích ở trong nhà kho. Vào ban đêm, chẳng hạn vậy, nó yên tĩnh hơn và một mình, xa công việc và mọi thứ, để tôi có thể yên bình hơn mà thiền. Nhưng có những ngày, người thân chó nói với tôi, xin đừng. Và có những đêm tôi đã ở bên ngoài rồi, người thân chó sủa và nói, xin đi vào trong ngay, xin đi vào trong ngay. Và người thân chim thậm chí còn thức dậy vào lúc nửa đêm, đến và kêu quát quát. Và những người thân cáo đều chạy đến chỗ tôi để nói, xin đừng ở bên ngoài, xin đi vào trong nhà. Tôi mãi mãi mang ơn tất cả mọi người, các nông phu, những người trồng rau, tất cả mọi người mà tôi vẫn còn sống tới hôm nay. Và tất cả những người đã bào chế ra loại thuốc thuần chay tự nhiên mà tôi có thể uống. Và những bác sĩ đã chăm sóc cho tôi trong tình trạng thập tử nhất sinh trước đây. Nghiệp quá nặng nề. Đến nỗi cơ thể tôi bị ảnh hưởng và phải chịu phẫu thuật và đủ thứ hết. Tôi mãi mãi mang ơn họ và cầu nguyện cho họ. Tôi cảm ơn Thượng Đế đã bảo vệ và giải thoát họ. Tôi cũng làm những gì có thể cho họ. Ngay cả một số chính trị gia mà trước đây tôi không hề quen biết cũng bất ngờ đưa tôi ra công chúng, như thị trưởng Honolulu, Hawaii trước đây. Ông ca ngợi tôi và trao cho tôi giấy chứng nhận công dân danh dự. Nhớ không? Ngài cũng mang tình thương đến những nơi trên thế giới còn hận thù. Ngài mang hy vọng đến những nơi tuyệt vọng. Và Ngài mang lại sự am hiểu đến những nơi có sự hiểu lầm. Ngài là ánh sáng của một vĩ nhân, là thiên thần từ ái của tất cả chúng ta. Thậm chí chỉ vậy thôi, tôi đã có thể lấy cớ để đưa ông lên cõi mới của tôi. Tôi rất vui vì điều đó, rất hạnh phúc, và bất cứ ai tốt với tôi, cho dù họ thậm chí chưa ăn thuần chay, tôi có thể lãnh nghiệp của họ và đưa họ lên cõi mới của tôi. Và tất cả những người thân chim, chó của tôi, gần đây họ báo cáo với tôi rằng một trong những người thân chó của tôi đã qua đời. Cô chó này vô cùng gắn bó với tôi. Cô tên là Happy, người thân chó của tôi trước đây. Một số họ là những người thân chó trước đây của tôi đã đầu thai trở lại để bảo vệ tôi, hỗ trợ trong lĩnh vực nào đó cho một khoảng thời gian. Nói về điều đó, nhân tiện nói, có lần một người nào đó mang cho tôi một món quà đặc biệt mà tôi quên cảm ơn. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, cách đây vài năm, chắc có lẽ ít nhất là 5-6 năm, khi chúng tôi vẫn còn trung tâm tại Menton, ở Pháp, có một nữ đồng tu, quý vị biết cô ấy, tôi không muốn đề cập tới tên cô ấy vì không muốn quý vị vây quanh cô ấy. Tôi biết cô ấy và tất cả quý vị cũng biết cô ấy. Cô ấy là người Trung Quốc và cô ấy đã kể về nhiều thể nghiệm thần kỳ khi nhìn thấy chư Phật đến gặp chúng ta khi chúng ta có bế quan. Vậy là quý vị biết cô ấy rất rõ. Và anh cô ấy cũng là một nhà sư, có một ngôi chùa ở Trung Quốc. Cả hai người họ đều là thành viên của họ chúng ta. Vì thế không phải sư nào cũng xấu. Làm ơn,
xin đừng nghĩ gì cả. Cô đồng tu này mang đến cho tôi một món quà, giống như xá lợi của Phật từ Trung Quốc. Tôi nói, cô không cần phải tặng cho tôi gì hết. Tại sao? Hãy cúng dường cho chùa, vì họ cần nó hơn. Nên cô ấy nói, dạ không, không, người này đặc biệt tới gặp con trong hoàn cảnh nào đó. Và ông nói với con, đây chỉ dành riêng cho ngài. Tôi hỏi cô ấy, làm sao ông ấy biết tôi là ai? Tôi chưa bao giờ gặp ông, và ông không biết tôi. Ông chưa bao giờ gặp tôi. Rồi cô ấy nói, dạ không, ông biết tên ngài. Và cô ấy nói cho tôi nghe tên đó của tôi, tên mà không một ai trên toàn thế giới biết. Ông ấy biết tên đó, tôi chưa bao giờ biết ông. Và ông nói, tên ông là Mahakajip. Ôi chào, đến giờ tôi vẫn nổi da gà. Ông nói tên của ông là Kajip, và tên tôi là như thế như thế. Ông đề cập tên đó của tôi vốn là tên của một trong những đệ tử của Đức Phật vào thời Đức Phật. Cả thế giới không biết tên đó mà tôi có. Tôi nói cho quý vị biết tên nào để làm gì. Dù sao thì làm sao quý vị biết được, làm sao tôi có thể chứng minh điều đó. Cho nên tôi rất biết ơn ông. Và tôi quên cảm ơn ông bao lâu nay. Tôi gần như sửng sốt và ngạc nhiên. Còn cô ấy thì nói về những điều, những thể nghiệm và kết quả thiền định của mình, tán thán và cảm ơn tôi, tất cả những điều đó. Nhưng tôi chỉ nhớ cô ấy nói, tên của ông là Kajip, và tên của ngài là như thế, như thế. Và Kajip, khi cô ấy nói với tôi chỉ kiểu như ghi nhận thôi, chứ không nghĩ ngợi nhiều tại vì tôi bận. Bây giờ nhắc đến chuyện đó, tôi nổi da gà. Tại vì bây giờ tôi nghĩ, dù sao tôi phải cảm ơn ngài. Dù ngài là ai, thưa Kajip, vì đã tặng cho tôi món quà quý giá và ý nghĩa. Tôi không biết ngài là ai. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi như vậy và nhắc đến tên tôi là một trong những đệ tử hàng đầu của Đức Phật. Xin cảm ơn ngài rất nhiều, rất rất nhiều, và cầu mong chư Phật mười phương gia trì cho ngài. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban cho Ngài mọi điều tốt đẹp nhất và cho tất cả những người thân yêu của Ngài, và cầu mong Ngài đạt được bất kỳ mục tiêu cao cả nào mà Ngài, tên của Ngài làm tôi nổi da gà. Bởi vì Kajip là một trong những tỳ kheo được vô cùng tôn kính và là người kế vị của Đức Phật. Và Ngài hoàn hảo về mọi mặt. Vì vậy, xin cảm ơn Ngài đã cho tôi biết lại tên đó, dù Ngài đã chọn tên Ngài vì lòng tôn kính. Cũng như trong Thiên Chúa Giáo, người ta chọn tên của họ, Giêsu hoặc Phaolô hoặc Simon, chỉ để tôn kính các vị thánh đã theo Chúa Giêsu. Xin Ngài giữ tên thánh thiện đó mãi mãi. Cầu mong Đức Phật ban cho Ngài thật nhiều phước lành và trí huệ, như cách Đức Phật đã ban cho Bồ Tát Mahakajip tôn kính. Xin cảm ơn Ngài, và cũng xin cảm ơn cô đồng tu. Lúc đó chúng ta không có nhiều thời giờ để nói về chuyện đó, vì tôi luôn bận rộn. Cô luôn đến khi chúng ta bế quan, và cũng vì lý do đó cô mới đến, và chúng ta chưa bao giờ có nhiều thời giờ để nói về điều đó. Cảm ơn cô đã là một môn đồ tốt của chân lý. Cảm ơn cô đã mang cho tôi món quà đó mà tôi trân quý. Và tôi đã mang quà đó đi nhiều nước khác nhau một thời gian. Nhưng rồi lần cuối, tôi phải chạy và không thể mang theo. Quà đó có thể ở đâu đó trong hang động cũ của tôi, ở đâu đó trước đây. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm lại nó. Đừng lo. Dù sao, đó không phải là về xá lợi. Đó là biểu tượng cho Đức Phật, cho sự thánh thiện và lòng từ bi của Ngài đối với thế giới. Tôi đã ghi nhớ trong lòng rồi, nên sẽ không bao giờ làm mất. Xin cảm ơn. Có điều nếu cô có bao giờ gặp lại vị đó, xin hãy cúi đầu chào Ngài giùm tôi. Như thể cô cúi chào Ngài Mahakajip. Cúi chào một cái, hai cái, ba cái, bao nhiêu tùy ý cô, để cảm tạ Ngài về món quà quý báu. Tuy quà đó không có ý nghĩa gì về mặt tiền bạc, nhưng với tôi, quà đó còn hơn cả trang sức quý giá nhất trên thế gian. Tôi cảm ơn. Cảm ơn cô và cảm ơn Ngài vô vàng, vô vàng. Hãy nói với Ngài điều đó nếu cô có gặp lại Ngài. Tôi mang ơn tất cả mọi người, động vật
thậm chí cả cây cối và mọi thứ trên địa cầu này. Thành ra tôi đang cố gắng phục vụ tất cả quý vị. Nên một lần nữa, nếu có vị sư nào mà quý vị cho là không tốt, hãy suy nghĩ lại. Tôi biết có một số nhà sư tốt và một số nhà sư xấu, nhưng quý vị phải biết sự thật trước khi chỉ trích họ. Tôi biết một số vị sư của tôi trước đây cũng không tốt lắm. Một trong số họ thậm chí còn bắt chước tôi về mọi mặt. Không chỉ về giáo lý mà mọi cách, thậm chí mặc một số trang phục nữ tính tương tự như một nhà sư. Một số người đến chỉ để thọ tâm ấn và không thật sự tu hành gì cả, chỉ vì những mục tiêu đầy tham vọng của riêng họ. Vì danh lợi, cho nên quý vị có thể thấy điều đó, và họ cố bắt chước tôi đủ thứ. Ôi trời ơi, làm ơn hãy nhớ đến nghiệp. Nếu đã là minh sư, quý vị sẽ biết. Nếu quý vị là Phật, quý vị sẽ biết. Và bây giờ tôi nói cho quý vị biết, tôi là một vị Phật, phòng khi ngày mai tôi chết. Và tôi là vị Phật vô cùng đặc biệt cho thời kỳ thảm họa này của nhân loại. Tin hay không tùy quý vị thôi. Tôi không dám nói dối trước Thượng Đế Toàn Năng hay tất cả chư Thánh Hiền trong toàn thể vũ trụ. Tôi là Phật Di Lặc mà quý vị đang đợi chờ. Tôi cũng là Chúa Giê-xu hay Đấng Cứu Thế mà quý vị đang chờ đợi. Tôi nói điều này một lần và mãi mãi. Thượng Đế muốn tôi nói với quý vị điều đó. Vì vậy, đừng lãng phí thời giờ quý báu của quý vị để chờ đợi nữa. Chỉ cần sống đạo đức, tán thán Thượng Đế, Đấng yêu thương và thăng hoa quý vị, tạ ơn tất cả vị minh sư chư Phật cho tất cả những gì quý vị được ban cho và cho những ban tặng khác nữa nếu quý vị cầu xin. Tạ ơn cho sự giải thoát của quý vị. Thế giới chúng ta có thể sụp đổ bây giờ và bất cứ lúc nào. Làm ơn nhanh lên, hãy nhanh lên. Hãy sám hối, hãy hành thiện. Ngợi ca Thượng Đế, ngợi ca tất cả các vị minh sư. Xin hãy nhanh lên trong trường hợp các nhân viên thiên đàng và tôi không thể cầm cự lâu hơn nữa vì nghiệp khổng lồ của cả thế giới. Dĩ nhiên, có nguy hiểm khi nói với quý vị sự thật này về quả vị Phật và công việc của tôi. Nhưng vào lúc đó, tôi phải nói. Thượng Đế muốn tôi nói, bởi vì đây là điều cần thiết. Nếu không, tôi có thể không có cơ hội để nói với quý vị nữa. Hy vọng tôi tiếp tục tồn tại thêm một thời gian nữa để giúp quý vị và thế giới. Nhưng nếu không, ít ra tôi nói toàn bộ sự thật để quý vị biết. Quý vị có quyền được biết. Quý vị xứng đáng được biết. Vì quý vị đã vô cùng tận tâm và thành tính. Tôi cảm ơn tất cả quý vị, những ai thành tính và tận tâm với Thượng Đế như vậy. Đó là mục tiêu quan trọng nhất. Mục đích thực sự duy nhất của đời quý vị và là đệ tử của tôi, quý vị đã tìm thấy mục đích, mục tiêu của mình. Bây giờ quý vị biết rõ phải làm gì để đạt được mục tiêu của mình. Một số quý vị gần như đã tới đó. Tôi xuống trần lần này đặc biệt chỉ dành cho nhân loại. Tôi làm những gì có thể. Một số người nói rằng nếu quý vị là A-la-hán hay là thánh và là minh sư, thì quý vị không biết rằng mình là Phật, là minh sư. Quý vị biết chứ? Nếu quý vị là vậy, thì quý vị biết. Không phải vì tất cả các vị A-la-hán hay một số minh sư không biết các ngài là minh sư, thì điều đó nghĩa là không minh sư nào nên biết rằng ngài là minh sư hay không phải minh sư. Các ngài biết chứ? Một số không biết tại vì họ chưa tới đó. Họ chỉ đi theo minh sư của họ và dựa vào giáo lý và lực lượng của minh sư để truyền lại giáo lý cho những đồng tu khác trong số những người theo họ. Đó là nhờ minh sư. Họ đề cập đến minh sư của họ, họ sẽ tôn kính minh sư của họ. Chẳng hạn, họ đều biết Đức Phật không nhắc đến thầy của ngài, nhưng ngài đã theo vị thầy nào đó, vị thầy sai lầm nào đó cho tới khi ngài tỉnh thức và tìm được vị thầy chân chính. Nếu không thì làm sao Đức Phật biết ngài là Phật? Ngài bảo quý vị rằng ngài là Phật, rõ ràng và công khai.
Và Ngài thậm chí còn nói, ta đã là Phật từ muôn thuở, đời đời, mãi mãi. Vì vậy, thậm chí từ thời xa xưa, điều đó không có nghĩa là Đức Phật khoe khoang. Ngài chỉ nói với các đệ tử của Ngài toàn bộ sự thật. Quý vị có thể thấy lời dạy của Ngài, có thể thấy sự giá trị của Ngài cho các đệ tử và những người theo Ngài. Thì quý vị biết rằng Ngài là Phật, dù Ngài có nói với quý vị hay không. Chúa Giêsu đã biết rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Đó là lý do Ngài nói với quý vị, ta và cha ta là một. Ngài dám nói như vậy để làm gì? Tại vì đó là sự thật. Và Đức Tiên tri Mohammed, bình an ở cùng Ngài, nói rằng Ngài là sứ giả của Đấng Allah. Ngài nói sự thật. Nếu quý vị tốt nghiệp bác sĩ y khoa, quý vị có biết không? Sẽ biết chứ. Chỉ khi còn đang học làm bác sĩ mà người ta hỏi quý vị có phải là bác sĩ không? Thì quý vị mới nói, ồ chưa, tôi đang học để làm bác sĩ. Tôi biết một số phương pháp y học để chữa trị cho con người, thuốc men và này nọ, nhưng tôi chưa phải là bác sĩ. Chỉ những người chưa là bác sĩ, ít ra họ thành thật. Chỉ những người chưa là bác sĩ mới đi ra ngoài giả mạo chữa bệnh cho người ta hay gì đó vì mục đích riêng, để kiếm tiền, rồi sau đó trốn tránh pháp luật, thì dĩ nhiên là có sự khác biệt. Nếu chưa là minh sư, nếu chưa biết mình là Phật, thì quý vị không thể nói rằng mình là Phật. Vì nói vậy là nghiệp rất nặng. Để ta nói cho quý vị biết tại sao. Tại vì quý vị đang nói dối. Đó là đại vọng ngữ theo Phật Pháp. Luật vũ trụ mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Lời nói dối lớn nhất. Tại sao? Tại vì quý vị đã lừa dối nhiều người khác để rơi vào đẳng cấp thấp kém như mình. Và quý vị cũng xúc phạm chư Phật mười phương, chư Phật của mọi thời đại, các vị minh sư mười phương, bởi vì quý vị hạ thấp các ngài. Quý vị đang kéo các ngài xuống đẳng cấp ma quỷ thấp kém của mình. Đó là tội nặng nhất mà quý vị có thể phạm trong luật tâm linh vũ trụ. Bởi vậy, quý vị không nên tự xưng mình là minh sư khi quý vị không phải. Đức Phật nói quý vị sẽ bị đọa địa ngục vô gián nếu phạm tội như vậy. Bởi vì quý vị không biết gì hết. Mà chỉ dựa vào những ác quỷ này đang tạm thời nhập vào quý vị. Và quý vị có chút thần thông, hú là hấp ra đâu đó. Và rồi quý vị nghĩ mình là quan trọng. Và quý vị làm cho những người theo mình nghĩ quý vị quan trọng. Và rồi quý vị hành động như thế, hạ thấp địa vị của tất cả chư Phật. Giống như so sánh địa vị cao siêu, thánh thiện của các ngài với đẳng cấp thấp kém, ma quỷ, bị ám của quý vị. Bây giờ quý vị đã hiểu chưa? Cho nên đừng làm điều đó. Nếu là Bồ Tát chân chính, thì quý vị sẽ biết điều đó. Nếu quý vị không biết gì về thế giới tâm linh thật sự bên trong, thì quý vị không là bậc giác ngộ. Nên đừng lừa dối những người dễ bị gạt vì động cơ thấp hèn, ma quỷ của chính mình. Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài biết. Ngài thưa với Đức Phật, những gì Ngài sở hữu, những gì Ngài đã tu hành, pháp môn Quán Âm, phương pháp nghe bên trong, phương pháp giảng dạy nội tại. Thành ra, Ngài có thể nghe thấy mọi nơi và giúp mọi chúng sinh cầu Ngài giúp đỡ. Ngài đang nói với Đức Phật và Pháp hội sự thật về địa vị tâm linh thật sự của Ngài. À, có khi Quán Âm Bồ Tát thị hiện dưới hình tướng nữ, có khi thị hiện dưới hình tướng nam, nên mình có thể gọi là Ngài, không thành vấn đề. Chúng ta thực sự không có cơ quan sinh dục nào trong linh hồn để nói rằng tôi là nam hay tôi là nữ. Kiếp trước, kiếp cuối cùng, ngay trước kiếp này, tôi là một người đàn ông ở Ấn Độ. Lúc đó, tôi là đại minh sư của Baba Savinsin. Bây giờ tôi cho quý vị biết sự thật. Tôi không ngại nói sự thật cho quý vị nữa. Tôi vốn là người kín tiếng hơn. Trước giờ tôi không đích thân nói những điều này với quý vị vì tôi muốn giữ công việc của mình trên địa cầu lâu hơn một chút, an toàn hơn một chút cho tất cả quý vị. Và hôm nay tôi nói cho quý vị biết hai điều. Kiếp trước, tôi là đại minh sư Baba Savinsin. Và kiếp này, tôi là chân ngã của mình, là Đức Phật vĩ đại thật sự
xuống trần lần này vì một mục đích đặc biệt. Tôi xin hết tất cả nhiều thứ mỗi ngày. Ngày nào tôi cũng gặp rắc rối, bị đau đớn, bị nhiều vấn đề không thuận lợi, nhưng tôi có thể đối phó với mọi điều đó, có thể đối phó với mọi điều đó. Tôi không nói để quý vị cảm thấy thương xót cho tôi. Không, không. Nếu có thể giúp ai, tôi sẵn lòng. Có điều, bây giờ quý vị nên biết sự thật để nhớ ra. Tôi đang hồi phục, nhưng không chắc là thân thể có tồn tại được lâu không. Cho nên tôi cứ nói với quý vị hai điều. Bởi vì tôi không còn sợ nữa. Không ai có thể làm gì thêm với tôi lúc này nữa. Nhờ ân điển của Thượng Đế, tôi có thể giúp bất cứ ai, có thể giải thoát bất cứ ai tin cậy tôi, những người tin tưởng tôi. Nhưng họ cũng phải nên từ bi hơn đối với chính mình để làm con người có phẩm cách. Không chỉ dựa vào sự giúp đỡ của tôi, Thượng Đế sẽ giúp những ai biết tự giúp chính mình. Đó là như thế. Quý vị nên tự giúp mình. Quý vị là Phật. Phật tương lai. Ý tôi nói đang trên đường tới quả vị Phật. Quý vị là con cái của Thượng Đế. Hãy xứng đáng với địa vị đó. Thế thôi. Hãy có phẩm giá. Hãy tốt vì chính mình và vì tha nhân. Và mỗi ngày, hãy biết ơn Thượng Đế, biết ơn tất cả chư Thánh Hiền mà đã hy sinh tột cùng vì quý vị. Thành ra, không có gì ngạc nhiên khi tất cả những người theo các vị chân sư đều thực sự tôn thờ các ngài và thực sự biết ơn các ngài, bởi vì họ có những thể nghiệm vĩ đại từ lực lượng và từ sự gia trì của Minh Sư. Hãy luôn nhớ đến Thượng Đế và chư Thánh Hiền và không ngừng cảm tạ các ngài. Bất kỳ lúc nào quý vị nhớ đến, hãy dành ra vài giây, một phút để cảm tạ các ngài, để biết ơn về bất cứ gì quý vị đạt được trên thế giới này, và hơn nữa là trong cõi tâm linh. Quý vị chỉ cần làm thế thôi. Nếu quý vị không muốn giúp tôi cứu thế giới, thì tôi cũng không ép quý vị. Nhưng nếu quý vị làm điều gì đó, một chút việc như đi ra ngoài phát tờ rơi cho mọi người hay là mang bữa ăn thuần chay đến cho ai đó, thì điều đó không có gì to tát cả. Đừng khoe khoang về điều đó. Ngay cả những người bên ngoài không phải là đệ tử của tôi, họ cũng tự nguyện ra ngoài giúp đỡ các tổ chức khác nhau, dùng tiền của chính họ, mồ hôi và nước mắt của chính họ để giúp đỡ, và cũng đóng góp tiền hay là thời gian quý báu của họ. Và không ai ca ngợi họ hay bất cứ gì hết. Họ cũng không lên truyền hình. Nhiều anh hùng thầm lặng đang làm những việc xuất sắc. Họ đang giúp rất nhiều, không chỉ tự nguyện mà trong đời sống thường nhật. Thậm chí chỉ để lo cho gia đình họ cũng là một công việc cực nhọc rồi. Và đối xử với đồng nghiệp, với sếp ở nơi làm việc chỉ để sinh tồn cũng là một công việc vất vả rồi. Cho nên, nếu quý vị, những người gọi là tín đồ của tôi, ra ngoài làm một việc nhỏ nào đó, hoặc giúp truyền hình vô thần sư theo cách nào đó, đừng nghĩ đó là trọng đại. À, tôi biết đa số quý vị thì không. Tôi chỉ nói phòng khi thôi, tại vì quý vị tu thiền, có thể nghiệm nội tại về thiên địa, và biết nhiều về nghiệp, về những hậu quả từ những việc làm xấu. Nếu thật sự tu hành, quý vị biết điều đó rồi. Cho nên sẽ không làm những điều khờ dại nào. Tôi chỉ nói vậy để lỡ như bất kỳ ai trong quý vị vẫn còn đang ở đẳng cấp thấp, đang rơi vào loại bẫy này. Những người đã sa ngã rồi, đã bị ma quỷ hung hăng bắt đi rồi. Tôi biết tất cả họ, nhưng tôi không làm được gì nhiều vì đó là chọn lựa của họ. Và mặc dù tôi cảm thấy thương cho họ, nhưng có lẽ đó là những gì họ muốn. Nếu nghiệp dẫn họ đi theo hướng đó, và họ ở lại với loại này, thì đó là chọn lựa của họ. Tôi không thể làm gì nhiều về điều đó, chỉ biết khóc thương cho họ, lo lắng cho họ và kiếp sau khủng khiếp của họ. Nhưng tôi không thể làm gì nhiều. Ngay cả Thượng Đế cũng để cho nhân loại có ý chí tự do. Tôi là ai mà có thể ngăn bất cứ ai? Vả lại tôi không có đủ thời gian và thậm chí không thể đi đến từng nhà để bảo họ, ồ, quý vị không nên làm điều này, không nên làm điều kia, đó là nghiệp xấu cho quý vị, địa ngục đang chờ quý vị. Tôi không thể làm vậy được, cho nên quý vị hãy tự chăm sóc bản thân. Ai vẫn còn tin tôi thì xin hãy bảo trọng nha. Hãy khiêm tốn, biết ơn, tinh tấn tu hành và đối xử tốt với tha nhân. Bất cứ khi nào có thể, nếu có thể.
Kể từ khi quý vị theo tôi và thọ tâm ánh từ tôi chưa bao giờ yêu cầu quý vị làm bất cứ điều gì. Quý vị tập hợp lại và tự làm mọi việc. Và dù quý vị không giúp tôi làm công việc truyền hình vô thượng sư, tôi cũng chẳng nói gì. Tôi không bao giờ la rầy quý vị vì không làm điều đó. Ít ra quý vị là người ăn thuần chay. Ít ra quý vị cũng thiền. Lúc có, lúc không. Ít ra quý vị không làm hại ai. Nên tôi đã biết ơn rồi. Cảm tạ Thượng Đế. Cho nên đừng lo lắng. Quý vị làm được gì thì làm. Chỉ đừng khoe khoang về điều đó. Đừng quá kiêu hãnh về điều đó. Nếu quá kiêu hãnh, quý vị sẽ mất công đức. Bởi vì đó là ngã chấp suy nghĩ. Tôi làm điều này, làm điều kia. Hãy tránh xa ngã chấp. Thì mọi tội lỗi hay nghiệp cũng sẽ rời xa quý vị. Cầu mong tất cả quý vị được ban phước vô vàn. Xin Thượng Đế mở kho nhân từ và ban cho quý vị thêm sức mạnh, thêm trí huệ và thêm lòng từ bi để tiếp tục đời sống ngắn ngủi mà chúng ta đang có trên địa cầu. Và thậm chí đời sống đó có thể bị cắt đứt đột ngột. Quý vị biết điều đó rồi. Vì vậy, hãy là quản gia cho thời gian quý báu của mình, cho vận may lớn lao của mình. Khi gặp được chánh pháp để tu hành, như pháp môn Quán Âm, không có gì khác quan trọng hết. Được rồi, xin cảm tạ Thượng Đế. Xin cảm ơn tất cả các vị minh sư, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền và tất cả các chúng sinh tốt, cao thượng, những người làm theo thiên ý để giúp tha nhân trên địa cầu. Mọi chúng sinh trên địa cầu, có tri giác hoặc vô tri giác, tôi mãi mãi mang ơn Thượng Đế Toàn Năng. Và tôi cảm ơn tất cả quý vị. Mong tất cả quý vị được ban phước. Mong tất cả quý vị được yêu thương, cảm nhận và thực hành tình thương. Amen. Thưa Sư Phụ kính yêu nhất, xin cảm tạ Ngài vô vàn vì đã dành thời gian để trấn an thế giới bằng một thông điệp, ngay cả trong những hoàn cảnh đầy thử thách như vậy. Chúng con một lần nữa được nhắc nhở rằng Sư Phụ luôn nghĩ đến tha nhân trước bản thân Ngài, và tình thương của Ngài thật sự vô lượng, vô biên. Chúng con ước mong tất cả mọi người ghi nhớ lời khuyên của Ngài rằng chúng ta nên bày tỏ lòng biết ơn và tán thán Thượng Đế Toàn Năng, các vị chân sư, chư Thánh Hiền, càng nhiều càng tốt trong đời mình. Cầu xin thiên ý cho Sư Phụ được hoàn toàn bình phục nhanh chóng ngay bây giờ, và Ngài luôn vui hưởng bình an, thoải mái và an toàn. Để biết lý do tại sao chúng ta không nên gán danh hiệu hoặc lời dạy của minh sư với bất kỳ nhà sư hay linh mục nào trên thế giới, và thêm về những hậu quả nghiêm trọng của việc tự xưng là minh sư khai ngộ vì danh lợi, xin đón xem vào thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2024 trong tiết mục giữa thầy và trò để xem phát sóng đầy đủ thông điệp này. Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các thông điệp giữa thầy và trò liên quan trước đó, chẳng hạn như thân người quý báu, tiết lộ của vua chiến tranh về chiến tranh và hòa bình, ba dạng minh sư, vân vân. Để xem các thông điệp giữa thầy và trò và liên quan và hơn thế nữa, tất cả đều có thể tải miễn phí, xin vui lòng truy cập và tìm kiếm Đức Phật hay Đấng Cứu Thế đang ở đây.